chuyện kể về mấy chị em trong nhà. Có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mỗi khi có vấp ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chị em ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vắt vai, nhưng chị em ta vẫn sẽ là mãi mãi. Cuộc sống cứ thế vận hành, bao giờ lao xem mình khiến thanh xuân tươi xanh. Đôi khi có nhiều lôi thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Tình hai ta mới sau cùng một tiến lên, bây giờ ta bay xa xa kia kế bên. Mà kệ ta cứ sống phá, vì chúng ta là chị em một nhà. We fly, có thể luôn chung mình để chạy dọc. You are fine, nếu muốn dừng lại đi, mình cùng chung chỉ hướng. Dẫu có chuyện thì vẫn sẽ mời cạnh bên nhau. Tao nghĩ mày sao luôn á Lily. Tao xin lỗi. Tặng mày nè. Con này, son hiệu của tao đó. Nghĩ sao bây giờ mày có thể hối lộ lộ liễu như vậy hả Lily? Mày có biết mày vừa mới gây ra tai họa gì không? Tao gửi lộn file thôi mà. Đúng rồi, gửi lộn file nên bây giờ mới gây ra cái vụ lộn xộn này nè. Clip demo mày không gửi, mày đi gửi video chiến dịch cu trai một ngày thoát ế cho bà cô già ế 35 tuổi Tường Vi, khách hàng khó tính của công ty mình. Mày nghĩ gì vậy Lily? Xin lỗi mày nha, tại vì á tối hôm qua tao coi cái clip đó, nó kế bên cái demo, tao gửi lộn thôi, có cố tình đâu. Mấy cái video đó dành cho những bà cô già ế coi, mày coi làm gì? Mày có biết á, tới cái độ tuổi đó của người ta á, nhạy cảm như thế nào không? Bả vừa mới gọi lên cho cấp trên, báo tin mình trêu chọc bả. Bả tính hủy lịch sản xuất của mình cả quý năm nay luôn kìa. Giờ sao đây mày? Mà mày khai tao nghe coi, dạo này mày bị gì mà đầu óc mày lơ đỉnh như người cỡ trên vậy? Rồi coi mấy cái chiến dịch cua trai cua ơ để làm gì vậy? Cái gì mà lơ đỉnh như người cỡ trên? Không lơ đỉnh như người cỡ trên mà đầu mày lên đên trên mây vậy đó. Có cái file cũng gửi lộn nữa. Mày khai mau ơi. Khai gì? Tao không biết gì đó. Chiến dịch cua trai một ngày thoát ế. Mày nói gì á Nu? Ờ, không phải đâu anh. Đứng lại. Ngồi xuống. Nói chuyện chưa xong. Không biết làm sao mày dậy rồi Lily hả? Sao? Liên quan gì tới anh Hoàng? Chết rồi! Gì chết? Ủa? Chuyện tình cảm tao liên quan đến ai mà chết với lại không chết? Chuyện tình cảm của mày dục qua một bên đi! Người ấy kêu tao với mày lên họp với sếp lớn kìa! Đại Hòa! Mà người ấy là ai? Giám đốc nhân sự Như Phượng. Úi da! Trời ơi, cái son của ai vậy? Cái son của em. Em xin lỗi chị Phượng. Cô leader bên team sản xuất đúng không? Em định gài bẫy chị hả? Dạ đâu có. Em đâu có biết chị đi ra lúc nào mà đặt cái son hại chị. Với lại tỷ lệ người vấp phải cái son mà té cũng hiếm nữa chị. Ý em nói chị xui hả cô? Em đâu dám nói vậy. Vậy là em nói chị tự suy diễn ra chị xui hả? Để lát gặp sếp coi ai xui biết liền. Màu son hơi già nha cưng. Chị Tường Vi gửi lời hỏi thăm em đó. Ê, hình như mình chọc chúng ổ kiến lửa. Xin giới thiệu với mọi người, đây là sếp Thạch, giám đốc sản xuất mới của phòng quản lý dự án.
Dạ thưa sếp, đây là bạn Quỳnh Như và bạn Bảo Nhi, đang phụ trách bộ phim Hội Mắt Nai thưa sếp. Dạ, anh chào anh. Dạ, anh chào anh. Em biết lý do tại sao mà mình ở trên này không? Đừng có căng thẳng quá. Tại vì hai em theo dự án này cho nên anh muốn nghe trực tiếp từ hai đứa. Tại vì dự án này là một phần quan trọng không thể thiếu trong việc định hướng công ty sắp tới. Dạ. Bạn báo cáo. Dạ. Đưa tôi làm chi? Dạ. Rồi nói gì đi em. Dạ. Về dự án Hội Mắt Nai thì qua một tháng làm việc với khách hàng, tụi em đã đạt được những hiệu quả nhất định, thống nhất nội dung, tiền kỳ và chi phí phát sinh. Nhưng cuối cùng khách hàng đã quyết định rút khỏi dự án vào tối hôm qua rồi thưa sếp. Tại sao? Dạ. Nếu hai em thấy khó nói quá để chị nói giùm cho. Thôi. Dạ thưa sếp, chuyện là vậy. Chị Tường Vi bên công ty đối tác là một khách hàng rất lớn của mình đó sếp. Hôm qua chị ta nói là đáng lẽ chị ta phải nhận được một cái video demo của dự án Hội Mắt Nai, thì chị ta lại nhận được một cái video chứa đựng nội dung xúc phạm tới chị đó thưa sếp. Nội dung video là gì? Hai đứa khó nói nữa hả? Để chị nói giùm cho. Giờ để em nói. Video nói về nội dung tình cảm đôi lứa. Dạ thưa sếp, tên của nội dung video đó là Chiến dịch cua trai một ngày thoát ế. Chị có cần phải nhớ kỹ phải không? Kỹ chứ em, chị đang trình bày với sếp mà. Bả đang đấu tố mày á. Nói gì vậy cưng? Nói lớn lên chị nghe với. Dạ thưa sếp, cái nội dung chủ yếu của trong cái video đó là chỉ về những cách cua trai dành cho những người phụ nữ lớn tuổi chưa biết mùi đời, đặc biệt là mùi đàn ông đó sếp. Nói chung là nó những có những cách như vậy nè sếp. Đủ rồi. Dám gửi mấy cái đó cho bà Tường Vi là sao? Tụi em gan lắm đó. Bà ế lâu rồi. Sếp. Hả? Cái chuyện này nghiêm trọng lắm đó sếp. Mình phải khiển trách hai bạn này chứ sếp. Cái đó có phải là sự cố ý hay không? Dạ không. Cái gì không? Thế em xúc phạm người ta như vậy, đó là biểu hiện của sự lương lẹo, còn cho là không cố ý nữa hả? Không đúng. Em xin lỗi vì đã lớn tiếng, nhưng mà bây giờ em bắt buộc phải nói. Dự án này tụi em đã theo đuổi rất là lâu rồi, hơn một tháng trời rồi. Đã rất là đầu tư từ chất lượng cho đến sản xuất. Nhất là Bảo Nhi, bạn đó mới vào nhưng đã cố gắng rất nhiều để chứng tỏ năng lực của mình. Nên mà không thể nào mà dựa vào yếu tố đó mà nói tụi em lương lẹo hay là xúc phạm đối tác thì thực sự không đúng đâu ạ. Không xúc phạm thì gọi là gì cho đúng hả em? Phượng, em nói tiếp đi. Và lý do em vào đây làm á, vì em biết nơi đây là nơi không vì một lỗi lầm nào đó của cá nhân mà hạ thấp giá trị của nhân viên. Em tin là ở đây còn có sự công bằng. Hơn nữa, khi mà khách hàng làm ăn thì cũng không vì một lỗi lầm nhỏ này mà ngừng hợp tác với công ty được. Em nghĩ chắc là có ai đó nói ra nói vào. Em ám chỉ ai vậy? Em không ám chỉ ai hết. Chỉ là khi làm ăn mình cần phải có sự sáng suốt để thấu hiểu mọi việc á chị. Nhưng mà cũng cần có sự thực tế nữa em. Thực tế là khách hàng đã quyết định rút khỏi. Vẫn tiếp tục dự án chưa? Gì vậy? Lúc nãy em có qua gặp chị Tường Vi với vị trí là nhân viên marketing của dự án. Sau khi giải thích và sắp xếp lại một vài nội dung thì chị ấy rất thích và muốn tiếp tục dự án bên mình. Và đây, đây là hợp đồng của chị ký của chị. Hợp đồng đã được ký. Tốt lắm. Wow, mấy đứa giỏi thiệt. Vậy là bây giờ không còn gì nữa đúng không?
Nếu như mà bây giờ không có gì nữa thì chúng ta giải tán. Dạ, em chào sếp. Em chào sếp ạ. Em chào sếp. Phương, lát nữa đem tất cả những gì liên quan tới Quỳnh Như đưa cho tôi. Dạ, em thành thật xin lỗi ạ. Dạ, cảm ơn chị đã bỏ qua cho tụi em lần này. Dạ, tụi em sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, em chào chị. Sao rồi? Trời ơi! Mà nè, hả? Phải hứa với tao là lần này không có vì trai mà lơ đỉnh công việc nữa nghe chưa? Cái gì mà vì trai mà lơ đỉnh, làm gì có. Cái này mới là biểu hiện của sự lương lẹo nè. Mày còn dám nói hả? Thôi được rồi, được rồi. Từ bây giờ tao sẽ tập trung với công việc được chưa? Tao sẽ không vì bất cứ thứ gì mà tao chỉnh mãn nữa. Lily. Dạ. Chiều em rảnh không? Em rảnh. Không có hại gì hết chị. Em rảnh, em không có bệnh gì hết trơn á. Ừ, vậy đi. Anh, hả? Chiều đi xem phim thì bây giờ mình đi ăn luôn đi ha. Ok. Mệt thiệt sự. Cái gì? Trợ lý cho sếp. Cùng chung chí hướng, dẫu có chuyện thì vẫn sẽ